quá may mắn, một người phụ nữ tưởng rằng không thể tự mình bước đi cũng như là tự đi đứng được nữa, vì đã sau nhiều năm cô cố gắng chạy chữa thuốc thang, tìm đủ mọi cách, tuy nhiên hoàn toàn không có mang lại khả quan. Do đã chạy chữa nhiều năm cũng như là đã tốn rất là nhiều tiền, cho nên là giờ đây thì hoàn cảnh gia đình cũng đang gặp khó khăn vì không còn tiền chạy chữa nữa. Và cũng vì lý do đó mà người phụ nữ này cũng không tin rằng mình có thể đi đứng lại được. Thì người phụ nữ này cũng rất là hữu duyên, trong khi mà mấy anh em của Ngôn đang đi làm thiện nguyện giúp đỡ cho hoàn cảnh nghèo, thì cũng tình cờ được biết tới chị và biết được hoàn cảnh gia đình chị đang gặp khó khăn. Cho nên mấy anh em đã gửi cho chị một hộp bột ngải đen để chị dùng. Thật là may mắn cho chị, cũng nhờ phước chủ may thay mà người phụ nữ này gắt hợp với bột ngải đen. Cho nên chị chỉ dùng chưa được nửa tháng nữa thì bất ngờ ngày hôm nay chị có thể tự mình bước đi. Ngoài ra chị còn có thể là tự mình quét nhà cũng như là làm một số cái công việc nhẹ. Dạ, Thu Yên dạ. Để tìm hiểu về câu chuyện của người phụ nữ trên là như thế nào thì ngay bây giờ Ngôn xin mời quý khán giả cùng bắt đầu theo dõi video ạ. Dạ, Ngôn xin gửi lời chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, thì ở những ngày trước á, Ngôn có ghé thăm hoàn cảnh của anh Chiến, là người đàn ông mà đôi chân không còn cảm giác á quý khán giả, do một sự cố á. Thì ngày hôm nay á, mấy anh em có xuống thì được một quý mạnh thường quân gửi tặng cho anh một cái giường để thay thế vào chiếc giường đã cũ của anh. Vì có video á, thì Ngôn có vào để mà coi chiếc giường á, thì bây giờ đã mục và cũng gần giống như là không còn nằm được nữa quý nhân gia. Cho nên đã có một quý mạnh thường quân phát tâm gửi một chiếc giường đến cho anh Chiến để thay thế vào chiếc giường cũ. Dạ rồi, thôi bây giờ thì Ngôn xin mời quý nhân gia cùng với Ngôn vào bên nhà để hỏi thăm anh em nha. Anh ba ơi, em mới lại anh ba. Dạ, anh ba tiếp tiếp em kinh cái bộ giường này vô anh ba. Hôm nay tặng cho anh bộ giường mới nè. Giường kia còn đỡ đỡ hơn ba. Nó gãy luôn rồi hả? Chàng ơi chàng, cái này bự quá hơn ba. Chắc vừa ha. Vừa bằng cái giường cũ luôn ba. Bây giờ sao ta? Dính giường ra bỏ nó vô sao giờ? Giờ dính giường kia ra ha. Thu Yên dạ, để mấy anh em của Ngôn á phụ với anh ba di chuyển anh Chiến á để thay thế cái giường nha quý anh dạ. Ngôn xin phép được ngắt khúc này nha. Rồi lên. Giống con vua hồi xưa ha. Dướng cái màn rồi hả? Được rồi. Bỏ nhẹ thôi nha, bỏ mạnh quá. Không biết cái giường kia tới xích tới chút đi. Cho nó dư đặng rồi. Chắc ăn. Rồi chịu chỗ đó rồi. Rồi lấy đồ chiên lại đi. Rồi vậy mình gắp cái này đi anh ba. Không sụp. Bỏ đi. Nãy giờ tôi gỡ cái nó không sụp mà. Nó nằm ngoài này không sao. Không sao đâu. Rồi giờ mình gắp đi. Chàng ơi là mất chim cái cục cây đó đó anh ba. Vô nè. Vô cái này trước đi. Nè xé ra đi anh. Ừ chim lên đi. Ê mình gắp rồi mình mới chim hả gì? Xé ra lên đâu. Im quá ta. Em gắn xíu anh Chiến. Có giường mới rồi. Nằm cho nó yên tâm. Cái giường của ông chú đợt trước ông cho cái giường cũ này là bao lâu rồi anh ba? Mấy năm rồi hả? Tới giờ luôn á. Này chắc có cái gì cắt mới được. Lấy đồ ấy đi.
muốn kỹ dữ ta. Sợ chạy á. Này chắc sơn tính điện. Sơn tính điện. Thả vườn này ra nó siêu quá kìa. Siêu quá. Nó tới nái dữ lắm rồi. Ủa này có niệm hả? Niệm bên này. Vậy là này niệm nè. Mặt này. Mặt ngoài. Trong. Ừ. Mặt này mặt ngoài nè. Mặt ngoài. Mặt này mới mặt trong nè. Trong là mặt này. Có mặt ngoài nè. Trong nó có. Ờ ý ý ông khác cơ mình á. Chúng trong ngoài nhưng mà ý, nó khác nhau. Không hiểu quay đồ nào. Được lại đi. Đủ à, này sao bự dữ ta? Phải không? Nó đó. Đó đó. Đi vô. Bỏ đó đi, đứng anh gác của nó trước kìa. Buông buông đồ. Bỏ xe đá đi. Ờ anh để vô cái đuôi nó đi rồi anh lại đâu đây nè. Rồi đánh kìa. Dễ gì nó bán cho mình lộn được. Cầm đây cho. Đàn anh vô chưa? Ừ bật cái đuôi ra. Dạ. Rồi vô đó từ. Rồi, đây. Rồi bây giờ mình chỉnh cái giường cho nó ngay ba game đi ba. Anh ba chỉnh cho nó vô ba game sát vô trong vách gì không? Rồi mình thả chim. Anh ba chỉnh đây cho nó cái dưỡng nằm đâu đi rồi hả chim. Cho nó ngay cái đi. Không đứng sát. Giờ cái đuôi ra chút. Đầu nó ra miếng. Rồi giờ mình phải chim cho nó bằng lại nè. Thấy vậy chứ chịu lắm chứ. Thử coi. Sao mà tính bước lên nó nghe nó. Dễ gì. Sao bước ta ngồi lên. Mới mà. Anh ngồi xài cái đít lên mấy ông đưa cái giò nguyên. Nhúng rồi nhúng. Sao tao thấy đưa bước lên nhẹ quá, liệt xuống luôn. Mong manh dễ vỡ hả? Cái này nó nghiêng thiếu gì không ba? Nó thấy độ thấp kìa. Không, cái gì? Sao em thấy nó thấp kìa? Cái này mua bụi chứ nhỏ nữa. Mày con voi thì sao? Voi đút cũng được. Được không? Được chưa? Vậy em ha, rồi giờ sao lấy chiếu đây. Anh ba vừa ẩm đi là ở đây cuốn chiếu. Chiếu này cắn lông dừa. Hử? Chiếu bự hơn. Chiếu này chắc cái này. Đây nè, tiền lên ba. Nè. Ôi, thầy ông. Đi luôn hả? Qua tao không đi làm, tao không có tiền. Rồi gói không, lấy gói qua trước ha. Anh nói lót cái khăn gì đó anh ba. Giường nó không xài cái chục cái khăn. Giường này nó thoáng. Lót vậy đó. Xếp đôi hay gì? Vậy được chưa? Được cái dưới xuống. Được cái này xuống dưới. Này xuống dưới. Vậy ha. Nằm giường kia tối sợ nó lọt xuống vách. Không đó mà nó gãy lọt xuống vách lăn ra ngoài luôn. Lăn ra ngoài luôn á rồi anh đỡ đâu được đâu. Ừ. Chị có nắng nha. Không sao. Thì quá mừng rồi. Khổ 1 triệu chứ giờ mình chưa liền đâu ra. Khổ thì từ lắp chứ. Ừ. Giờ anh nằm vậy là im chưa? Ừ. Chứ nó có độ đàn hồi cũng đỡ. Rồi cái giường kia anh ba sửa lại ha. Sửa lại rồi giờ có ước mơ gì nữa không? Ước mơ cái giường có giường rồi đó giờ anh còn ước mơ gì không? Ước mơ cái nền nhà. Cái nền nhà hả? Là cái nền nhà này ha anh Chiến ha. Dạ cái nền á nếu mà có ai mà cô Tú có hương tình cho cái nền á để
Về gan trước hả? Dạ, cho nó thuận tiện đi tới lui. Ừ. Còn ở đây thì tới tháng mưa nó ngập lắm, đi đâu đi được đâu. Ừ. Rồi về đi lên chảnh như vậy rồi cái khung này em thấy nó mục hết trơn rồi sao? Nó gãy trơn à. Rồi bây giờ về đi sao được? Bây giờ có ông anh á. Ừ. Ổng cho cái khung sườn, lúc trước ổng cắt mở em cắt nhà tường á, giờ ổng còn khung sườn đó, khung còn chắc lắm. Vợ còn mà có cái nền là vợ anh chảnh là đi lên chảnh lấy về là gáp vô. À, như vậy là bây giờ là mình đã có người là Mạnh Thường Quân là cho một cái khung để mà cái nhà rồi. Dạ. Rồi bây giờ là mình chỉ chưa có làm cái nền được thôi. Dạ. Ừ. Nếu mà có cái nền cái nữa là đi lên chảnh chở về là gáp vô là ở luôn. Có tôn sẵn hết trơn. Ở đây là nước nó ngập hay sao anh Chiến? Ngập lắm. Ừ. Cái cây đóng đó là tới đó, cây đó. Ngập tới đây luôn hả? Tới đó luôn đó. À. Tới tháng mưa là nó ngập đây lắm. Ừ. Vì là đi đứng khó khăn rồi nước nôi nó ấy nữa. Nó không được sạch nữa. À, nếu mà có em mà có được cái nền cái giờ anh trả cái nó khỏe. Ừ. Bệnh hoạn này kia dễ nữa. Còn này mà nước nôi nước khi đi hết trơn. Rồi về lên chảnh như vậy có cái sườn rồi thí dụ như ton là sao? À, ton này có luôn. Có người cho ton này ha. Dạ có manh có ton cho luôn. Cho ton với cây cột rồi chứ giờ chỉ cầu có cái nền nhà là gáp vô ở. Ừ. Cái nền mình đổ cỡ nhiêu anh ba? Xây lên cũng khoảng mười mấy triệu ha. Ừ. Là giờ ở nhà này lên trên cặp lậu luôn. Cái nhà này tháo bỏ luôn chứ giờ gì nữa nó mục hết trơn rồi. Đúng rồi, tháo bỏ luôn. Cái lúc anh bệnh anh Tuấn cho anh tự nói xuống tới đây. Ừ. Nó mảnh là anh Tuấn cho đất luôn. Ừ. Bây giờ khổ quá thì cắt tạm bợ anh đỡ thôi. Trời ơi trời. Như vậy cũng cầu mong sao cho mình đủ duyên anh Chiến ha. Dạ. Được quý Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho một cái nền ha. Để có được cái nhà không có bị giống như là sắp tới nước ngập rồi. Ừ. Đây nè quý vị nhá. À, cái giường là phải chim hình nè quý vị nhá. Ừ. Anh không dỡ cái miếng đó lên anh ba. Dỡ cái miếng đó lên dễ làm hơn. Dỡ cái này hả? Đây nè quý vị nhá, một cái chân cây mà bẻ nè. Rồi ở đây cũng mấy nữa nè. Lấy gà lùng lại. Đó. Gãy gì đó quý vị nhá. Cho nên là anh Chiến anh sợ á, anh sợ giống như là đang nằm á rồi nửa đêm á thì mình giống như là không có chở tay kịp. Bây giờ. Đau cái giường, coi chừng đau cái giường. Vậy là giờ có hai giường rồi, anh ba khỏi ngủ giống rồi. Ừ, chỉnh cho ngay không? Đưa là kéo cái đó vô cái chỉnh ngay. Ừ. Kìa dưới đất kìa, dưới giò kìa. Có dưới giò có cục gạch đó. Dưới, giờ chỉnh giường trước đi, nè. Anh ba nhắm đi, anh ba nhắm đi. Rồi, ở đây em với anh này dở lên. Rồi, nghe được chưa? Đẩy cục cây xích vô chứ. Ừ. Ngôi nhà là thưa quý hiện giả có ánh sáng tự nhiên luôn nghe quý nhá. Khỏi tốn tiền điện. Vậy mà hổng gầy anh gác nằm nữa hả anh Chiến? Rồi cao hơn rồi. Cái mình chim gạch bên kia. Vậy đây mình chim gạch bên kia. Thẳng đứng thọt mấy gạch vô luôn nó thử. Đây kỷ niệm chứ không chú đâu bỏ được. Ừ. Chung giờ ra biết mà sức ai mạnh nó nắm bẻ cái một. Dương ha. Trời đó em lại cái là nó gãy ra rồi. Miếng nữa anh bay. Rồi. Anh ba nằm giống đó giờ gì mà chịu nổi hay. Ừ. Hay trời. Em nằm giống bữa một là nó ghim mình mấy chứ.
Cây gì nó nguyên giá. Cho dưới trước trước đi. Ừ đúng rồi, vô ngàm gì mới được. Cắn gì rồi, cắn vào nó gãy nó đội lên. Ở bên ngoài này chim không? Chim luôn đi để nó lúng xuống đất anh ba. Hết thì bên rồi. Anh ba không sao, có gì anh ba có luyện công mà anh ba lộn được. Này giờ muốn hư rồi. Để đi, đừng lát nữa, lát nữa gãy luôn. Dạ, thưa Yên giá. Thì hiện tại là anh ba cùng với anh Chiến là rất là ước mong có được một cái nền nhà, vì dàn khung cũng như là mái tôn á thì đã được một quý mệnh thường quân là bà con quen với anh ba với anh Chiến á thì cũng đã hứa cho rồi, nhưng mà bây giờ là chỉ cần có thêm là một cái nền nhà nữa thôi để mình sẽ di chuyển anh Chiến lên trên một cái ngôi nhà mới á, quý vị nha. Vì ở đây tới tháng nước ngập á thì sẽ ngập là theo như anh ba nói á, là tới đây á, quý vị nha, tới hút chân cột ở trên này đó là nó ngập như quý vị nha. À, mấy anh em phải đi trong nước như vậy á. Dạ. Vậy là ổn rồi hen Chiến ha. Dạ. Cái vườn này em thấy nó hình như nó thoải mái hơn là cái vườn cây cũ. Nó nhẹ hơn chứ nó thấy nó có kẽ hở nhiều hơn nè. Cây cũ nó mục hết. Ừ. Với nãy em cũng có quay đó, nó mục hết trơn rồi, nằm cũng sợ. Với kẻ này, cái kẻ này nó bự hơn nè anh Chiến. Dạ. Kẻ này rộng hơn nè. Ừ. Thôi như vậy ha. Thì ngày hôm nay á mấy anh em xuống thăm anh Chiến nè. Yeah. Thì có cái phần viên của chú Long á. Yeah. Chú Long gửi tiền để mà mua cái giường á. Yeah. Thì đây là cái phiếu nãy em mua cái giường. Dạ. Yeah. Thì đây là một cái giường là trị giá 1,6 triệu là của chú Long gửi tặng cho anh Chiến. Anh Chiến có lời gì muốn gửi tới chú Long không? Cảm ơn chú Long tài trợ cho cái giường. Cũng biết nói cho anh chúc gia đình chú Long giờ sức khỏe. Còn cái việc giống như là anh Chiến có một cái ước mơ nữa đó, là ước mơ có được một cái nền nhà đó. Dạ. Thì để mấy anh em cố gắng ha. Dạ. Nếu như mà anh Chiến với anh ba đủ nhân viên với quý mạnh thường quân trong và ngoài nước á, thì mình hữu duyên á được sự giúp đỡ thì lúc đó tụi em xuống sau ha. Dạ. Ừ. Thay mặt anh em cũng cảm ơn anh Ngôn với anh em hợp hỗ trợ giúp đỡ em, cảm ơn anh nhiều. Dạ, được rồi. Chúc anh em về dạy sức khỏe, thành công cuộc sống, kiếm hoàn cảnh khó khăn nhiều, em quay cho mà anh Quân người giúp đỡ rồi. Ừ, nói chung anh Chiến giữ gìn sức khỏe là vui rồi. Dạ, cảm ơn mấy anh rất nhiều. Dạ, thưa quý vị khán giả, thưa quý mạnh thường quân trong và ngoài nước, thì một lần nữa cho Ngôn thay mặt gia đình là anh Chiến cũng như là anh ba gửi lời cảm ơn chân thành đến chú Long đã phát tâm hỗ trợ cho anh Chiến một cái giường mới để anh Chiến có nơi giống như là nghỉ ngơi á. Thì một lần nữa cho Ngôn gửi lời cảm ơn chân thành ạ. Dạ rồi, còn bây giờ thì Ngôn xin mời quý khán giả cùng với Ngôn ghé thăm lại người cô cũng như là người thím của anh Chiến với anh ba nè. Ngày trước thì Ngôn có quay là lúc đó là cô có gặp một cái khó khăn á, là trường hợp là tai biến nhẹ. Ngày hôm nay thì cũng có tình hình giống như là khá hơn rồi. Thôi bây giờ thì Ngôn xin mời quý khán giả mình cùng ghé thăm người cô cũng như là người thím nha. Hôm nay ghé thăm anh Chiến á. Dạ. Với anh ba nè, chào cái giường. Dạ. Rồi sẵn hơi lên ghé thăm chị luôn. Rồi bữa nay tình hình sức khỏe mình sao rồi? Em khỏe à. Đâu đi ra đây coi coi khỏe không? Đi. Rồi cây gậy đâu? Bỏ cái gậy à. Bỏ gãy luôn hả? Chàng em gắn coi. Dạ. Không cần đi gãy nữa. Không cần đi gãy nữa hả? Nghỉ rồi. Đâu đâu em lại em hỏi thăm sức khỏe coi. Dạ. Đâu. Chị ngồi ghế đi, chị ngồi ghế đi. Em lấy ghế
Giờ em cũng quét nhà được nữa. Quét nhà được luôn hả? Dạ được. Rồi chân bên này sao thấy nó bữa nay nó đỡ đỡ hơn rồi, nó không có còn quẹt quẹt nữa vậy? Giống như nó đỡ rồi. Ừ. Nhưng mà nó không có bị quẹt quẹt giống hôm bữa ha. Bởm lết lết vậy nè, hôm nay nó đỡ. Ừ. Rồi chú cảm ơn nha con. Ừ. Khỏe gì cũng mừng rồi, rồi bữa nay rồi cọng dây đâu rồi? Em tháo rồi. Tháo rồi luôn hả? Dạ, vì lặn hết xa khớp rồi. Ừ. Hết nhất rồi, nó khỏe. Mừng quá ha. Dạ. Là tính ra là chị uống bột nghệ đen là mấy ngày ta? Dạ được 2 tuần à. Từng tới là 3 tuần à. Ừ. Rồi bây giờ còn nghệ đen không? Dạ còn ít hơn, từng tẩy hết nè, từng hết. Dạ, thưa quý vị khán giả, người chị này á quý khán giả, là một câu chuyện mà trước đây Ngôn có quay á, là chị đi trên đường. Thì trong lúc đi á thì có một con ong á quý khán giả. Ừ, có à, dạ, giống như là... thì sau đó đó là đi về thì bình thường. Nhưng mà buổi chiều đó thì bắt đầu là hành sốt nóng lạnh đó quý vị. À, qua ngày hôm sau là bắt đầu là làm cho nửa thân người là không còn cảm giác nữa, đi đứng nó khó khăn quý vị. Thì ngày hôm nay cũng nhờ uống bột nghệ đen mới có 14 ngày. Chàng ơi, hồi xưa là cái tay này nó như thế nào chị kể lại cho nghe coi. Cái tay này nó xưa là giảm giả lên được như nè. Ờ. Giả được như nè. Dạ giả lên được vậy luôn hả? Dạ giả lên được vậy đó. Hàng gì? Nó sụ lơ rồi đâu có nó dở được đâu. Cũng mừng nha. Dạ, cũng mừng. Nhưng mà nó còn nhất không? Dạ hết nhất rồi. Ừ, hết nhất là cũng mừng rồi ha. Dạ, bọc cái đen còn nhiều không? Còn từng hết nè. Từng hết. Cái hộp dao còn chút xíu nãy mới xác à. Ừ. Thôi bây giờ như vậy đi, để khoảng 3 đến 4 ngày nữa ha. Dạ. Em sắp xếp thời gian cái em đi ngang á. Em ghé gửi tặng thêm hộp bột nghệ đen. Em cũng đang giàu không tiền mua nữa. Chàng ơi. Sao vậy, sao rồi, kể nghe coi. Em không có tiền mua. Ừ. Uống nữa. Ừ. Rồi khi mà chị dùng bột nghệ đen vô á, trong người chị cảm giác như thế nào? Dạ thấy cảm giác cũng khỏe chú Ngôn, thấy không nhức nữa. Ừ. Dạ giờ cái da giờ cũng hết nhức rồi, cái lưng, nói chung cái lưng dễ thấu quá là hết trơn rồi. Nãy em lại em thấy bỏ cây gậy là vui. Em đi vòng vòng đó bỏ gậy luôn. Ừ. Dạ, thưa quý vị, dạ. Thì ở bột nghệ đen á sẽ hỗ trợ các cái triệu chứng như là thoái hóa cột sống, tê bì tay chân, thần kinh tọa, thoát vị địa điểm, rồi tay chân mà dạng như là đau nhức mà dở không lên đó quý nha, làm cho đi đứng khó khăn á, thì ở bột nghệ đen cũng hỗ trợ luôn. Dạ. Thì bột nghệ đen còn hỗ trợ cho quý vị khán giả cái triệu chứng đau bao tử nè, rồi trào ngược dạ dày á, thí dụ như quý vị khán giả mình ăn mà no đó thì sẽ tạo cái cảm giác là ngăn ngực rồi hơi thở thì khó khăn, thì ở đây bột nghệ đen cũng hỗ trợ luôn. Dạ, có một điều khá là đặc biệt ở bột nghệ đen á, là khi mà trong cơ thể của quý vị khán giả mình á, có những cái khối u nhỏ cũng như là khối u lành tính á, thì quý vị khán giả mình chưa có phát hiện ra, nhưng mà lúc mà dùng bột nghệ đen á, thì sẽ hỗ trợ cho quý vị khán giả mình làm cho cái khối u đó chai lại và nhỏ dần, và nó sẽ không còn phát triển những cái khối u khác nữa. Ừ, thì đó là một điều rất là tuyệt vời của bột nghệ đen. Dạ. Thì do mấy anh em Ngôn á quay hỗ trợ cho hoàn cảnh của anh Chiến á, thì biết được đây người chị này nè là cũng chính là người cô hay là người thím đó? Thím ha. Người thím của anh Chiến á là cũng là hộ gia đình gặp khó khăn, cho nên là ngày trước á thì chị chạy chữa cũng rất là nhiều nơi rồi, nhưng mà tốn cũng rất là nhiều tiền nhưng mà không hết. Sao vậy? À. Mừng mà sao khóc? Mừng tay dở chú Ngôn. Ờ, tay dở lên được mừng hả? Chàng ơi, chàng. Gán đi rồi em hỗ trợ cho hết luôn nha. Mau có lại sức khỏe nha. Chàng ơi, chỉ khỏi khỏi bệnh nha quý vị nha. Rồi vui mừng mà rơi nước mắt luôn nha. Rồi thường ngày anh nhà làm công việc gì? Dạ, là đi làm người, đi xịt thuốc anh ta. Xịt thuốc mướn nha. Dạ, làm nhà anh ta, ai mướn gì là anh ta. Rồi đâu có đủ xài đâu. Em bốc hết cỡ tim. Trời ơi, sợ hết nghe nghe đen rồi không có dùng nữa hả? Trời ơi, thôi yên tâm đi. Ừ, dở lên vậy đó ha. Dạ, khổm nó xua lơ luôn, xua thế à. Ừ. Thì dở như vậy đó. Ừ. Chàng ơi, chàng. Rồi. Thương chị quá. Bây giờ như vậy đi, bữa nay tại em không có đem theo á. Dạ. Em xuống em trao cái giường cho anh Chiến á. Dạ. Cho nên là không có mang theo. Dạ. Thôi đợi 2-3 ngày nữa em ghé thăm riêng chị ha. Dạ dạ. Rồi em sẽ trao cho chị ha. Dạ. Ừ.
cố gắng lên, có lại sức khỏe rồi mình làm kiếm tiền nữa. Dạ. Nha. Dạ. Giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Ừ. Ông thầy nói coi em có ba cái nổ, ba cái mà cái gì, một gì nè, một người làm mà nó nghe nguyệt, nghe bóng nguyệt không được đó. Ừ. Cái nổ như cái gì, u đây nè. Y như trái tràm vậy đó. Dạ nha. Dạ. Ừ. Ta nói cái này nghe một nghe cái mà nguyệt nó bấm mà không được, Google chết nhậu hết trơn này. Ừ. Nó là bên này mất mất luôn ha. Dạ nó nổi nhúc cho mấy mục luôn. Ừ. Em nhức con đang ngủ không được. Giờ hết nhức. Ừ, giờ em thấy chị ngồi buông cây gậy ra với tháo cọng dây ra là em vui rồi. Thôi cố gắng lên. À, em sẽ hỗ trợ cho chị là đến khi mà có lại sức khỏe luôn. Dạ nha. Dạ, dạ cũng cảm ơn chú ngon. Ừ. Đang thôi yên tâm đi. À, để 2-3 bữa nữa rồi em chạy xuống rồi thăm riêng chị luôn ha. Dạ. Dạ, ừ. Dạ thưa quý vị, dạ thưa quý mạnh thường quân trong và ngoài nước. Thì để mà có bột nhảy đen á, quý vị khán giả mình cứ comment trực tiếp cho Ngôn, để lại số liên hệ nha. Hoặc là quý vị khán giả có thể liên hệ trực tiếp số Ngôn cho hiện trên màn hình á, thì sẽ có người tư vấn cũng như là hỗ trợ trực tiếp cho quý vị khán giả. Dạ rồi, còn bây giờ thì một lần nữa cho Ngôn thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn chân thành đến quý mạnh thường quân trong và ngoài nước đã thương cho hoàn cảnh của anh ba cũng như là anh Chiến cũng như là người thím cũng như là người chị này. Thì một lần nữa cho Ngôn gửi lời cảm ơn chân thành. Còn bây giờ thì Ngôn xin phép được kết thúc video và hẹn gặp lại quý vị khán giả cùng với quý mạnh thường quân ở một video kế tiếp. Ngôn xin chào, hẹn gặp lại.